Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại dự án The Standard Bình Dương, được phát triển bởi chủ đầu tư An Gia và tập đoàn Redup của Nhật Bản. Thì vị trí Giang đang đứng đây là lớp house của dự án The Standard. Và lớp house này chủ đầu tư An Gia đầu tư 5 triệu đô để mà mình xây cái lớp house với rất là nhiều tiện ích xịn sò. Và hôm nay Giang sẽ chia sẻ về tổng quan dự án thông qua sa bàn của dự án. Xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang lại vị trí bàn mọi người nhé. Thì đây là vị trí sa bàn của dự án The Standard được đặt tại clubhouse 5 triệu đô của chúng ta. Thì trên mặt bằng sa bàn thì anh chị khách hàng thấy đây là những cái căn villa và những căn nhà phố liền kề nằm tại sa bàn của chúng ta. Thì bây giờ Giang sẽ chia sẻ một vài tổng quan. Thì vị trí của chúng ta là nằm ở đường Tân Phước Khánh 10, Tân Phước Khánh, Tân Nguyên, Bình Dương. Thì khi mà anh chị khách hàng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thông qua trục quốc lộ 13, mình sẽ di chuyển vào đại lộ Bình Dương, gặp ngã tư đại lộ Bình Dương và Thủ Khoa Huân. Thì anh chị rẽ phải vào Thủ Khoa Huân, đi khoảng 15 phút thì anh chị sẽ gặp ngã ba Thủ Khoa Huân và đường Tân Phước Khánh 10. Là trên cái vị trí đó anh chị sẽ thấy một cái bảng là dự án The Standard, cái bảng màu đỏ rất là lớn luôn, rất là dễ dàng. Anh chị rẽ phải vào đường Tân Phước Khánh 10, chỉ khoảng 30-40 mét thôi là anh chị sẽ thấy cái dự án The Standard đó. Thì vị trí dự án The Standard, cái cổng là vị trí này nè mọi người, đây ha. Thì trên như hình ảnh chị thấy là cái cổng di chuyển vào, đây là cái cổng chính, và mình sẽ di chuyển cái trục này. Thì từ cổng mình di chuyển vào khoảng 50 mét thì anh chị khách hàng sẽ thấy công viên trung tâm của dự án The Standard. Tại công viên trung tâm này thì có những cái tiện ích rất là xịn sò và lần đầu tiên xuất hiện tại Tân Nguyên, Bình Dương. Thì nó có hồ bơi nè mọi người, đó, hồ bơi muối khoáng ha, có bể sục jacuzzi luôn, hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em và sân chơi ngoài trời dành cho trẻ em ở khu vực này luôn nè. Rồi kế bên hồ bơi này sẽ có một cái gạp chiếu phim ngoài trời đó. Thay vì chúng ta phải di chuyển sang những gạp chiếu phim trong nhà mình mua vé thì mình sử dụng ở đây luôn. Sau này khi mà bàn giao nhà thì bên ban quản lý sẽ tổ chức những buổi chiếu phim ngoài trời cho anh chị khách hàng. Anh chị khách hàng có thể trải nghiệm những bộ phim mới tại ngay chính cái nơi mình sống luôn. Rồi, kế bên gặp chiếu phim ngoài trời đây thì có một cái sân chơi gọi là sân thể thao ba môn kết hợp. Anh chị có thể dùng được những môn thể thao như là cầu lông nè, bóng chuyền, bóng rổ. Ha. Rồi, khu vực này là khu vực BBQ. Anh chị có thể tổ chức những cái buổi tiệc nhỏ, tiệc lớn, thậm chí anh chị tổ chức tiệc cưới tại chính trong cái khu tiện ích của chúng ta luôn. Và cái tiệc cưới này là tiệc cưới ngoài trời nha anh chị. Anh chị có thể xem những cái bộ phim của Hồng Kông hoặc là phim châu Âu, châu Mỹ đó, anh chị thấy những cái tiệc cưới ngoài trời á rất là tuyệt vời luôn. Và nếu anh chị tổ chức những cái tiệc cưới sẽ ghi đậm cái dấu ấn trong cái cuộc đời của anh chị hoặc là con em của anh chị, tuyệt vời đúng không ạ? Thì kế bên cái khu BBQ này nè là vị trí Giang đang đứng luôn, là cái clubhouse 5 triệu đô. Thì tại cái clubhouse 5 triệu đô này thì chủ đầu tư An Gia bố trí cho mình những cái trò chơi nè dành cho trẻ em, như trẻ em từ 2 đến 5 tuổi thì có sân chơi trong nhà đó. Thì chủ đầu tư cũng bố trí sẵn những cái đồ chơi đầy đủ rồi, rồi có cầu trượt dành cho trẻ em. Rồi rồi bên cạnh đó chủ đầu tư cũng bố trí cho mình một cái bàn bi club ha, thì mình có thể sử dụng được luôn. Rồi bên cạnh đó thì chủ đầu tư có lắp cho mình một cái gọi là quầy bar cà phê, mỗi buổi sáng, buổi chiều hoặc là nguyên ngày luôn. Anh chị không cần phải di chuyển cái bên ngoài cà phê nữa mà mình trải nghiệm cà phê trong chính khu biệt lập của mình luôn. Sau này mình có cái hàng mình cứ mời lên đây thôi, mình không cần phải di chuyển cái bên ngoài những cái quán cà phê, quán xá nhiều như thời điểm dịch Covid này. Anh chị thấy là họ rất là ngại đi ra bên ngoài, nhất là nơi những nơi đông người nó không an toàn, thì mình sử dụng trong chính cái khu căn hộ của mình luôn ha. Rồi thì dưới tầng trệt là cà phê bar, thì ở đây nó có một cái bộ phận phục vụ luôn. Còn ở trên tầng 1 của clubhouse này á thì chủ đầu tư An Gia họ bố trí cho mình một cái phòng đọc sách. Thì những cái người ở đây là những người có tri thức, gọi là tài chính tốt, có tri thức, với lại sau này anh chị mong muốn con em mình trở thành một người giỏi, người tài, thì mình sở hữu đây thì chủ đầu tư họ lắp đặt một cái thư viện để mà cung cấp những cái quyển sách, là phòng đọc sách. Mình vừa có thể vừa đọc sách, mình vừa làm việc được luôn.
Nếu anh chị cảm thấy không gian trong cái căn nhà mình đôi lúc nó mình muốn không gian thoáng hơn thì mình có thể di chuyển qua cái phòng đọc sách để mình trải nghiệm, mình cùng hả mọi cư dân đây để mình tạo một cái mối quan hệ gọi là gắn kết hơn nữa. Rồi bên cạnh cái phòng đọc sách đó thì có phòng yoga. Những chị đẹp thì Giang tin rằng những chị đẹp rất là thích cái phòng yoga này. Vì khi mà trải nghiệm phòng yoga này, anh chị từ phòng yoga mình view xuống hồ bơi và công viên trung tâm cực kỳ là đẹp luôn. Mình sẽ có một cái năng lượng. Mỗi ngày làm việc mình giả sử mình bị chết á, mình bị chết sau công việc thì mình về nhà mình tập yoga, mình lấy lại tất cả những năng lượng mình đã mất đi. Khi mình tập yoga xong thì anh chị có thể là di chuyển đến phòng sauna để mình xông hơi ha. Rồi, hoặc là thậm chí anh chị có thể là xuống hồ bơi mình tắm luôn cũng được. Thì mình có thể rất là nhiều sự lựa chọn. Rồi kế bên phòng yoga đó thì có phòng gym, phòng tập gym. Phòng tập gym thì dành được cho cả nam lẫn nữ luôn, thì mình có thể sử dụng bình thường đó. Thì trong phòng tập gym này thì chủ đầu tư An Gia cũng bố trí những cái máy tập cũng khá là đầy đủ cho những cái nhóm cơ trong cơ thể của mình luôn. Đó, mình tập xong mình xuống mình bể sục jacuzzi để mình lấy lại tinh thần, mình xả được những cái cơ bắp của mình đó, xả cái vấn đề căng cơ ha, là cơ thể mình rất là khỏe mạnh sau một ngày luôn nè. Rồi còn những anh nam nào thích sauna thì mình có thể xong trong sauna cũng được luôn, rất là tiện. Rồi bên cạnh đó thì chủ đầu tư An Gia rất là tinh tế khi mà họ ký kết với một cái đơn vị gọi là cung cấp giáo dục ha, đó là Viettopia. Thì sau này khi mà bàn giao thì chủ đầu tư An Gia sẽ xây một cái trường mầm non ở đây nè mọi người. Vị trí trường mầm non ở đây ha, thì trường mầm non này là cái đơn vị Viettopia, là một trong những đơn vị giáo dục gọi là mầm non hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh, sẽ đến để mình giảng dạy cho tất cả những con em trong 374 căn trong khu The Standard này, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chưa hết, chủ đầu tư An Gia còn rất là tinh tế khi họ bố trí 8 căn shop house ở nằm ở mặt tiền luôn, để mà đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm cho những anh chị cư dân trong đây. Với 8 căn shop house này thì Giang tin rằng sẽ đáp ứng được rất là nhiều tiện ích về mua sắm. Anh chị không cần phải di chuyển ra phía bên trung tâm thương mại bên ngoài, mình có thể mua những cái vật dụng thiết yếu ha. Còn nếu anh chị muốn mua sắm á, thì anh chị có thể dễ dàng di chuyển trên cái trục đường Thủ Khoa Huân. Mình chỉ cần rẽ trái xuống hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì đó có một cái lọt trung tâm thương mại rất là lớn luôn ha, giống như trung tâm thương mại Almond nè, rồi trung tâm thương mại Lotte Mart nè, vân vân. Những trung tâm thương mại sẽ đáp ứng được rất là nhiều nhu cầu mua sắm. Nếu anh chị đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh và mình sống ở đây thì mình cứ mỗi ngày mình đi làm ngang tuyến đường là mình ghé lại những trung tâm thương mại đó mình mua sắm thôi, mình về thôi. Bây giờ mà anh chị khách hàng cùng di chuyển qua khu vực bản thông tin dự án đây. Đây thì cái sao bàn hồi nãy giờ mình xem á, thì đây là cái mặt bằng tổng thể của sao bàn dự án The Standard như anh chị khách hàng thấy nè. Đó, thì đây là những cái liên kế ha, những liên kế là những cái căn nhà của chúng ta sau này sẽ nhận bàn giao. Còn đây là cổng chính đó. Rồi bây giờ Giang sẽ chia sẻ cho mọi người về thiết kế của cái căn nhà của chúng ta khi mà mua tại dự án The Standard này. Thiết kế của chúng ta là thiết kế theo kiểu là tầng thông minh anh chị khách hàng nhé. Như anh chị nhìn trên cái mặt bằng đây là cái kiểu là tầng. Đây, từ ngoài ngoài đường á, mình di chuyển vô đâu, đây là khoảng sân của mình. Khoảng sân này anh chị có thể để vừa cái ô tô của mình luôn nè, hoặc là anh chị có thể thiết kế cái đài phong thủy phía trước này cũng được, thì ô tô mình có thể để phía bên ngoài đường cũng được luôn. Tại vì khu của mình là khu biệt lập, chỉ có dân cư của mình mới được di chuyển trong đây, nên nó không có ảnh hưởng cái vấn đề giao thông bên ngoài ha. Rồi bây giờ mình di chuyển vào trong. Đây là từ ngoài bước vào thì đây là phòng khách. Không gian phòng khách sẽ rất là cao luôn, chiều cao từ nền đến trần là 4m6, thì nó sẽ tạo một không gian rất là rộng ở phòng khách. Còn cái phòng phía sau á thì nó sẽ thấp hơn một tí ha, là 3m, chiều cao 3m. Nó lạ đúng không ạ? Thường người ta thiết kế là sẽ chiều cao là từ trước ra sau đều giống nhau, nhưng mà chiều cao này có sự khác biệt chênh lệch. Chính vì cái sự chênh lệch này, chủ đầu tư An Gia đã tạo ra được cái thiết kế lệch tầng. Bây giờ mình sẽ di chuyển cái thang bộ, di chuyển lên tầng 1. Anh chị để ý tầng 1 ha. Thì chủ đầu tư rất là tinh tế khi đưa con số 9 vào trong cái thiết kế trong cái cầu thang này. Cầu thang mà cái bậc đầu tiên á là 9 x 2 là 18 bậc, sẽ đi đến cái căn phòng ngủ số 1. Nha, đây là vị trí căn phòng ngủ số 1. Rồi, cái phòng ngủ số 1 với phòng ngủ số 2 nó có sự lệch pha là tầng. Thì từ phòng ngủ số 1 sẽ nhìn
nhìn qua phòng ngủ số 2 sẽ là một cái mảng tường. Đó, nó sẽ tạo một không gian gọi là không có nhìn đối diện, gọi là đối diện phòng á. Thì thường người ta rất là kỵ cái vấn đề gọi là phòng đối phòng. Sẽ cửa sổ bên này sẽ nhìn thấy cửa sổ bên kia luôn. Thì người ta kỵ vấn đề đó nên người ta thiết kế ra một cái kiểu là tầng như vậy. Và từ tầng căn số 1 đến căn số 2 thì sẽ là 9 bậc thang, là con số 9. Ở đây là hai con số 9, đây là một con số 9. Và phòng số 2 lên phòng số 3 cũng là một con số 9 nữa. Đó, chị cứ bước lên là 9 bậc thang hết. Anh chị để ý trên cái mặt bằng ha, đây là thiết kế mặt gạch tầng. Rồi, đây là cái thiết kế mặt cắt. Đó. Rồi bây giờ Giang sẽ chia sẻ qua về cái tiện ích nội khu. Thì tiện ích nội khu như nãy giờ Giang chia sẻ và những cái tiện ích xung quanh thì nó có tổng cộng lên tới hơn 20 cái tiện ích. Ha. Thì đây là cái tổng quan như anh chị khách hàng thấy nè. Cái vị trí Giang chỉ ra là những cái tiện ích hồ bơi ha. Đó. Tiện ích tổng quan. Còn đây là vị trí dự án của chúng ta. Thì từ vị trí dự án chúng ta là chúng ta di chuyển kết nối đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ 45 phút thôi. Và 30 phút đến thành phố Biên Hòa nè, rất là tiện lợi ha. Và 15 phút đến thành phố Thuận An và thành phố Mới Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Dĩ An. Có nghĩa là chúng ta làm cái điểm gọi là kết nối được tổng cộng là 6 thành phố. Anh chị cái này nhá, rất là tiện lợi thuận luôn. Rồi sau đây Giang sẽ chia sẻ với anh chị về cái chủ đầu tư của dự án này và những điều mà chủ đầu tư An Gia đã làm được. Ha. Thì dự án của chúng ta được phát triển bởi chủ đầu tư An Gia và tập đoàn Disrupt như nãy Giang cũng có chia sẻ. An Gia là một trong những chủ đầu tư gọi là phát triển về mảng căn hộ trong phân khúc tầm trung, vừa túi tiền nhưng mà với những cái chất lượng xây dựng và tiện ích bàn giao vượt trội so với phân khúc tầm trung này. Và họ đã phát triển được những dự án bên khu vực quận 7 như Giang sẽ chia sẻ cho anh chị khách hàng ha. Đó là dự án Riverside quận 7, khu La Casa, 6 tháng là có sổ hồng. Dự án Skyline quận 7 La Casa, 4 tháng có sổ hồng. Và dự án River Panorama bàn giao vào tháng 11 năm 2020. Dự án Sky 89 bàn giao vào tháng 10 vừa rồi năm 2021 luôn. Và dự án Đời Sống dự kiến là sẽ bàn giao vào quý 2 năm 2022. Và dự án Westgate sẽ dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2023 đến quý 4 2023. Vâng, nếu anh chị khách hàng nào có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin về dự án The Standard thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Giang sẽ mời anh chị đến tham quan thực tế tại vị trí dự án. Và hiện tại giỏ hàng dự án còn những cái căn cực kỳ là đẹp. Những căn đẹp này là chủ đầu tư An Gia cố tình giữ lại để mà cung cấp đến cho anh chị khách hàng đó. Anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay những căn đẹp tại dự án The Standard thì vui lòng liên hệ với Giang và mình đến trải nghiệm thực tế để mình tận mắt nhìn thấy, tận tay sờ được và cầm bút ký một cái hợp đồng chọn ngay cho mình một căn The Standard để mà cái gia đình của chúng ta có một nơi an cư vô cùng là lý tưởng và là tuyệt vời. Sau này con cái của anh chị sẽ có một cái nơi gọi là sống gọi là đẳng cấp hàng đầu khu vực Tân Nguyên. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng. Xin chào anh chị khách hàng.